chào các bạn. Nay mình sẽ khám phá cái củ sạc này, xem sao nhé. Sạc iPhone. Đập. Ta phải khám phá từ bên trong này biết được cái củ sạc này nó thế nào nhé, xem nó có những cái gì. Đấy, bạn. Đấy. Đấy, củ sạc này cũng là hàng ngon đấy. Các bạn, đây là cột biến áp này, đây nó có cái IC 3 chân. Cho con IC này, IC tạo ra nguồn điện 5V. Trên này cũng có IC này. Ra thử lắp lại và cắm lại xem được không nhé. Mình sợ cái này nó hơi bẩn tí, nuôi mình làm nó không được, cắm nó không được. Bỏ ra xem. Thử đo xem nó ra đúng 5V. Bây giờ cho vào cắm sợi dập chết toi. Cắt cái dây USB cầu ở đây thôi, chắc bỏ đi rồi. Dây xếp trắng đó. Đây. Chắc vấn đề. Chúng ta khám phá con này xem. Anh đã câu cái đường này chưa? Anh câu hết rồi. Dạ, không, không nên câu cái đường nào không? Ừ, anh câu rồi. Xuống đây đi dưới đường này. Chưa. Anh em thử làm. Em câu thử. Ở đây xa cái con câu chì. Vẫn dây mình thử đo xem nó sống. Chết rồi. Chết rồi. Ta sẽ khám phá nó là bằng cách dùng kìm bấm xem nó là cái gì.
Hindi yan, tsaka. Ano yun, tsaka. What can I have? No. Con này chắc là con tụ điều áp. Chỗ này con chở à con diode. Thế thôi, trong cái sạc này nó chỉ có nhà thôi. Tạm biệt các bạn nha.